Lampard sắm tân binh hàng khủng. Ngay sau khi lệnh cấm mua sắm được gỡ bỏ, Lampard cùng các cộng sự đã lên danh sách năm mục tiêu tiềm năng chiêu mộ đầu năm tới. Vị trí mà nhà cầm quân trẻ người Anh ưu tiên là tiền đạo. Trong bối cảnh cựu binh Olivier Giroud đang muốn rứt áo rời sân Stamford Bridge, theo Guardian, M.O.U.S.S.A.D.E.M.B.E.L.E., Lyon, Fjodor Chalup, CSKA Moscow và Timor Werner, RB Leipzig đang nằm trong tầm ngắm của Chelsea. Ngoài ra, Lampard cũng muốn rước về một trong hai cầu thủ chạy cánh Wilfried Zaha, Palace, hoặc Jadon Sancho, Dortmund, để lấp vào khoảng trống mà Eden Hazard để lại. Sau chiến thắng trước Linh mới đây, Lampard tiết lộ, tôi sẽ đánh giá tất cả các vị trí trong đội hình. Nhưng rõ ràng Chelsea đã trải qua mùa hè trầm lắng sau khi mất Hazard, người giữ vai trò quan trọng với vô số đường truyền và bàn thắng mùa trước. Zaha là cái tên nhiều khả năng gia nhập sân Stamford Bridge nhất, nếu Chelsea đồng ý trả cho Crystal Palace khoản phí 80 triệu bảng về Jayden Sancho, đội bóng thành London sẽ vấp phải sự cạnh tranh từ hai kình địch khác là Liverpool và MU. Trường hợp Giroud ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, trong tay Frank Lampard chỉ còn hai chân sút thực thụ Latami Abraham cùng Michi Batshuayi. Chiến lược gia người Anh khá kết Timo Werner, nhưng sẽ rất khó để họ thuyết phục RB Leipzig nhà người giữa mùa. Chalot cùng Musa Dembela là hai cái tên dự phòng và giá rẻ hơn tuyển thủ người Đức. Dưới hàng thủ, Lampard có thể bổ sung thêm Ben Chagel, Leicester và Nathan Ake màu. Mặc dù vậy, bộ đôi trên mỗi người đều đang được câu lạc bộ chủ quản định giá sấp xỉ 50 triệu bảng.